Thưa quý vị, theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2024 thì trên các tuyến đường sắt đã xảy ra 75 vụ ném đất đá lên tàu, thiệt hại vỡ 79 kính đầu máy toa xe. Tình trạng ném đất đá lên toa tàu hỏa đã xảy ra nhiều ở các địa phương. Nhiều vụ ném đá lên tàu hỏa đang lưu thông đã đe dọa đến tính mạng và an toàn giao thông đường sắt. Để phòng chống ném đất đá lên tàu thì Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị đường sắt liên quan chủ động phối hợp với các địa phương, cơ quan chức năng, các đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết xử lý tình trạng ném đất đá lên tàu tại các khu vực hay xảy ra tình trạng này. Thưa quý vị, theo thống kê của Cục Quản lý Môi trường Bộ Y tế thì mỗi năm cả nước có hơn 370.000 trẻ em dưới 16 tuổi bị tai nạn thương tích. Trong đó có 6.600 trường hợp tử vong. Dù đã được khuyến cáo rất nhiều thế nhưng mà năm nào cũng vậy, cứ vào dịp nghỉ hè, tai nạn thương tích ở trẻ lại gia tăng, để lại hậu quả nặng nề đối với thể chất và tâm lý của trẻ. Điều đáng nói là phần lớn những tai nạn này hoàn toàn có thể phòng ngừa được, giảm thiểu những hậu quả nếu như người lớn quan tâm và chú ý hơn. Hành lang khoa chỉnh hình Bệnh viện Nhi Trung ương những ngày hè trở nên đông hơn hẳn. Số lượng bệnh nhân nhi nhập viện trong dịp này tăng cao gấp đôi so với ngày thường. Các bệnh nhân vào viện với tình trạng đa chấn thương ở các mức độ khác nhau. Viện chúng tôi hay tiếp nhận nhất là các cái gãy hai xương gẳng tay, các gãy xương từ gãy trên lồi cầu, rồi các cái vết thương vùng đầu mặt, ngoài ra còn có các vết thương bàn tay, đứt gân và các cái vết thương và các cái thương tích do bỏng gây nên, nhất là các bỏng nước sôi, trẻ nhỏ có mười mấy tháng tuổi nhưng mà đang nghịch dao và đứt cả gân và chúng tôi phải phẫu thuật nối gân, các tai nạn rất là nặng nề. Cậu bé này được điều trị tại Bệnh viện Nhi đến nay đã gần 20 ngày. Do vết thương bỏng nặng và diện tích rộng nên việc điều trị và chăm sóc cho bé khá phức tạp. Con bị bỏng nước sôi ạ, nên con đến gần với con ấy, em tìm sao nước sôi đổ lên với con ạ. Cháu bây giờ hồi phục được 70-80% rồi. Thế là mẹ cháu thì cũng đun nước sôi để cho coi như là các cháu sử dụng, để lên những chất tủ lạnh này, nghĩ là nó sẽ là cao rồi các con sẽ không với tới. Không may lại để ra cái mép của cái cửa tủ lạnh ấy. Thằng anh mới vào mở tủ để lấy kem, mở ra cái là cả một cái nồi nước sôi đó là rội vào người cháu tất. Bắt đầu công việc từ 7:30 sáng và kết thúc đến khi hết việc, lực lượng y bác sĩ và điều dưỡng tại các bệnh viện nhi dịp hè phải làm việc hết công suất. Số lượng bệnh nhân tăng, có nhiều ca bệnh nặng và rất nặng. Lại đặc thù là chăm sóc trẻ nhỏ nên việc chăm sóc đòi hỏi cần nhiều thời gian hơn. Có những cái báo động đỏ thì huy động toàn bộ lực lượng bác sĩ cũng như là các khoa cấp cứu, các khoa liên quan tới để điều trị, để được khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Có cái hướng dẫn con để phòng những cái tai nạn thương tích có thể xảy ra, hoặc là khi trẻ thật mọi vấn đề. Chỉ một phút lơ là khỏi tầm mắt của người lớn, đã có rất nhiều các em nhỏ gặp tai nạn thương tích không đáng có. Chính vì thế, các bậc phụ huynh nên quan tâm, chú ý giám sát trẻ nhỏ và hướng dẫn trẻ phòng tránh các tai nạn thương tích có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhân và có ý nghĩa quan trọng trong việc cấp phát các loại giấy tờ khác. Thế nhưng vì nhiều lý do, một số trẻ em thanh niên ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được cấp loại giấy này, khiến cho các em phải học tại các lớp học tình thương thay vì các trường chính quy hoặc là công lập. Hiện tại thì thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành rà soát, lập danh sách cấp giấy khai sinh, mã số định danh, đăng ký thường trú và căn cước công dân đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và nguy cơ, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em như bao nhiêu những đứa trẻ bình thường khác. Không giấy khai sinh, gia đình thuộc hộ nghèo trong nhiều năm liền. Một số em học sinh tại lớp học tình thương phường Bình Trung Đông, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục học chương trình của lớp 5, mặc dù các em đã đến tuổi học lớp 6. Dạ, hiện tại thì đang hè và sang hè sẽ vào lớp 6, thì con muốn quay lại vẫn tiếp tục đi học. Học ở đây rất là vui, với lại thầy cô giảng bài cũng dễ hiểu. Em có mong muốn để làm được giấy tờ để được lên lớp 6. Trong 57 em đang theo học tại lớp học tình thương này, có 13 em không có giấy khai sinh, chưa thể đi học vì nhiều lý do, dân nhập cư, không có đăng ký tạm trú, tạm vắng, cha mẹ không quan tâm nên giấy tờ không đầy đủ. Tôi cũng rất trăn trở vì 13 bạn đó là không có giấy tờ tùy thân để mà được vào trường công lập. Rồi các bạn nó phải ở đây với tôi là tại lớp tình thương, vì ở đây nó chỉ học biết chữ thôi, với lại những kỹ năng về cuộc sống thôi, chứ ngoài ra là về cái chương trình mà giáo án
của từng lớp thì không có nắm gì vững lắm. Qua rà soát sơ bộ, hiện thành phố Hồ Chí Minh có đến hàng trăm thiếu niên, thanh niên chưa có giấy tờ tùy thân. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc một số em tuy đúng đối tượng nhưng chưa được xét hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước như bảo hiểm y tế, hỗ trợ giáo dục, các chính sách trợ cấp theo diện bảo hiểm xã hội hàng tháng. Sau một thời gian trinh sát, thì đội cảnh sát kinh tế công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội đã vừa phát hiện một đường dây kinh doanh hàng nhập lậu với số lượng lớn từ nước ngoài về Việt Nam để tiêu thụ. Điều đang nói là các sản phẩm này đều đã hết hạn sử dụng từ rất nhiều năm về trước, thế nhưng vẫn được các đối tượng phù phép tinh vi để đưa ra thị trường nhằm trục lợi từ người tiêu dùng. Bên ngoài treo biển như một quán cháo lòng, thế nhưng ít ai biết rằng phía sau những bức tường quây tôn kín mít này là 5 kho hàng với tổng diện tích khoảng 500m2, có chứa hơn 30 tấn mỹ phẩm các loại do nước ngoài sản xuất. Dù đa dạng chủng loại như kem dưỡng da, dầu gội, sữa tắm, kem đánh răng, mặt nạ, kem tẩy da chết, thế nhưng tất cả đều có đặc điểm chung là đã hết hạn sử dụng từ rất nhiều năm, thậm chí hư hỏng, ẩm mốc, nhưng vẫn được chủ hàng tập kết về đây, dùng hóa chất aceton để tẩy hạn sử dụng cũ, sau đó sử dụng máy in laser để in hạn sử dụng mới lên sản phẩm. Nó không có hạn sử dụng, không có ngày sản xuất gì ở đây. Thì chạy qua mấy ngày thì nó ra đây là cái đáp sử dụng của năm 2026. Tại thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng từ gì liên quan đến số hàng này, nhưng vẫn thuê 10 công nhân để tẩy xóa, đóng gói sản phẩm bán ra thị trường. Kiểm tra thực tế có khoảng gần 1 triệu mã sản phẩm là mỹ phẩm đã hết hạn sử dụng. Mỗi tháng, chủ hàng nhập về khoảng 2 chuyến hàng như thế này, với số lượng lên đến hàng chục nghìn sản phẩm các loại, lợi nhuận trung bình khoảng 200 triệu đồng sau mỗi chuyến hàng phù phép thành công. Phần lớn là đi mua hàng thanh lý ở các công ty về, trong đó thì có một số các cái mã hàng kiểu họ để cũng tương đối lâu rồi, nó bị ẩm, bị mốc hoặc là bị mờ, thì bọn em có lôi ra để xóa đi và bán lại. Không chỉ mỹ phẩm hết hạn, nhiều loại kem đánh răng dành cho trẻ em không biết nhập về từ bao giờ, nhưng chủ hàng vẫn sử dụng máy dập nổi hạn sử dụng thêm vài năm nữa lên bao bì sản phẩm. Thủ đoạn này khiến cho các cơ quan chức năng cũng không thể phân biệt được thật giả. Qua mắt thường để mà phát hiện các cái sản phẩm này thì thực chất nói là nghề nghiệp với quản lý thị trường cũng chưa có thể là phát hiện được, là bởi vì các cái máy này nhập nó quá tinh vi. Biết rõ đây là hành vi vi phạm pháp luật, bởi vậy để né tránh bị phát hiện, đối tượng thuê kho có ngụy trang bên ngoài là cửa hàng ăn để cảnh giới. Mọi hoạt động sản xuất đều thuê người quản lý. Đã kiểm tra đột xuất bất ngờ thì các đối tượng đang chuẩn bị giao hàng và khóa cửa có cảnh giới thì phát hiện 5 kho hàng. Hàng hóa kiểm tra thực tế thì toàn bộ là hàng hóa các loại mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, đã hết hạn sử dụng như kem đánh răng, rồi các cái thuốc tẩy da, thì các cái mặt nạ thì đều hết hạn sử dụng. Hiện công an quận Bắc Từ Liêm đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng có liên quan, khai thác mở rộng các đường mối nhập hàng và mua hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.